Thì mới đây Tổng thống Joe Biden đã tiếp đón ông Sherman Chancellor, tức là coi như là một thủ tướng trưởng quản của ông Đức, tức là tương đương với chức vụ thủ tướng của các quốc gia khác. Nhưng mà người Đức ta gọi là Chancellor, chứ không gọi là Prime Minister. Thành ra người ta gọi là Chancellor là trưởng quản, trưởng trưởng tổng quản hay là trưởng ấn hay là cái gì đó, không biết. Thưa quý vị, ông tên là Olaf Scholz. Tới Bạch Cung và ngày thứ hai á, trong một cái thời gian phải nói là các quốc gia đang rất là căng thẳng về vấn đề Ukraine, thì chắc chắn là đây là một cái cuộc họp đã có chuẩn bị trước từ lâu, và Tổng thống Biden muốn gặp ông trưởng quản của Đức á, ở trong cái phòng giáo dục của mình á, để mà hai bên cũng nói chuyện làm sao để mà ngăn chặn được cái vấn đề mà Liên Xô, xin lỗi, Nga Xô, nghĩa là tấn công vào và Ukraine, cũng như là ngăn chặn cái sự bành trướng của Nga, đang muốn bành trướng ở Nga ở Âu Châu. Đây là một vấn đề rất là quan trọng, tại vì một khi mà Nga mà chiếm được cái thế thượng phong của Âu Châu á, thì chắc chắn là trong tương lai rất là nhiều quốc gia sẽ bị thiệt thòi, sẽ bị sát nhập vào vào Nga Xô. Bây giờ nếu mà thế giới mà không có làm mạnh á, thì sau Ukraine biết tới đâu, là không biết tới ai hết đó, không biết nữa. Là những nước nhỏ ở Âu Châu cũng có thể là bị rơi vào đó. Những nước nhỏ xíu ở nước Bỉ chút xíu quánh cái vụ cái là xong ngay thôi. Tứ vị Ba Lan cũng vậy, rất là nhỏ. Nếu mà hồi xưa Hitler đó mang quân sang sang Ba Lan cái vèo một cái, thì bây giờ Nga Xô cũng có thể làm y chang như vậy được. Đó là giờ làm rất nhanh, thì trong vòng 24 giờ đồng hồ nuốt chọn Ba Lan, nuốt chọn nước Bỉ luôn. Nếu mà quốc tế không can thiệp vào vụ Ukraine, thì hy vọng rằng là sự gặp gỡ của hai vị nguyên thủ này sẽ đem lại một cái bằng chứng xác thực là châu Âu với Hoa Kỳ là không thể bỏ quên nhau, không thể để cho anh chàng mà Putin là lộng hành ngang ngược, vung kiếm đi chém loạn sàng ngầu, đi kiếm người khác làm nô lệ cho mình. Thì hy vọng rằng cái cuộc chiến tranh nó sẽ không xảy ra, thưa các vị.